Sáng nay, Bộ Ngoại giao đã chủ trì hội nghị kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước Biên giới Đất liền và 15 năm ký 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc. Hiệp ước và nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền đã góp phần thúc đẩy hợp tác, phát triển ở khu vực biên giới, cùng xây dựng đường biên giới giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Tại hội nghị, các đại biểu nhận định Hiệp ước biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc đánh giá một bước tiến mới rất quan trọng trong việc xây dựng môi trường hòa bình, ổn định giữa hai nước và trong khu vực. Lần đầu tiên trong lịch sử, hai nước xác lập một đường biên giới rõ ràng trên đất liền với một hệ thống mốc quốc giới hiện đại, đặt nền tảng vững chắc cho việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài, hợp tác và phát triển giữa hai nước, mở ra một trang mới trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Hiệp ước biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc cùng nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc đã tạo cơ sở để các ngành chức năng tiến hành quản lý biên giới một cách hiệu quả, ngăn ngừa hiện tượng xâm canh xâm cư do thiếu hiểu biết về đường biên giới. Đây chính là tiền đề, là cơ sở pháp lý quan trọng để hai bên tiến hành quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, mở ra cơ hội mới cho công cuộc phát triển của mỗi nước, đặc biệt là tạo điều kiện cho các địa phương biên giới hai bên củng cố an ninh, mở rộng hợp tác và phát triển kinh tế. Sáng nay tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế IOM tổ chức chương trình đối thoại Phụ nữ và thanh niên tích cực dẫn đầu công tác truyền thông phòng chống mua bán người. Theo số liệu thống kê từ Tập đoàn Dữ liệu chống buôn người, số vụ mua bán người trên toàn cầu năm 2023 là hơn 156.000 vụ, diễn ra ở 189 nước với nạn nhân từ 187 quốc tịch khác nhau. Mạng Internet và các thiết bị di động phổ biến, dễ tiếp cận, làm tăng nguy cơ tội phạm mua bán người, sử dụng phương thức mới để lừa đảo, dụ dỗ những nạn nhân. Tại chương trình, thông qua hình thức đối thoại giữa thanh thiếu niên và đại diện một số đơn vị chức năng, các đơn vị thông tin, truyền thông, công ty công nghệ đã cung cấp thêm kiến thức về thực trạng cũng như những phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người, nhất là thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội, mạng Internet. Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyến cáo đưa ra những giải pháp tiếp tục phát huy mạnh mẽ, đồng bộ sức mạnh và sự lan tỏa của không gian mạng, các chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội mà hạt nhân tuyên truyền là trẻ em gái, thanh thiếu nhi, phụ nữ sẽ góp phần tích cực phòng chống mua bán người và thúc đẩy di cư an toàn. Thỏa thuận hợp tác phát thanh và truyền hình giữa Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV và Đài Phát thanh Truyền hình Prasa Bharati của Ấn Độ vừa được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thỏa thuận hợp tác mới giữa Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Prasa Bharati được ký kết dựa trên những nội dung đã được triển khai hiệu quả kể từ thỏa thuận hợp tác đã ký năm 2014. Hai cơ quan báo chí thống nhất các điều khoản trong thỏa thuận hợp tác mới sẽ tập trung vào việc phối hợp truyền thông, tuyên truyền nhằm quảng bá văn hóa, lịch sử, du lịch và hợp tác đầu tư, thương mại của hai quốc gia. Các hoạt động trao đổi chương trình có bản quyền và đồng sản xuất chương trình như trong thỏa thuận hợp tác sẽ góp phần làm phong phú nội dung thông tin trên các kênh truyền thông của hai đài. Điều này sẽ giúp thính giả hai nước nâng cao hiểu biết về các lĩnh vực của đời sống ở hai quốc gia và hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ hợp tác truyền thống sâu rộng, hiệu quả giữa Việt Nam và Ấn Độ. Bản thỏa thuận hợp tác mới được ký kết đã được bổ sung những nội dung mới cho phù hợp với tình hình thực tế của cả hai bên, như điều khoản trao đổi các chương trình nội dung số, đẩy mạnh hoạt động trao đổi đoàn các cấp nhằm nâng cao hiểu biết, học tập lẫn nhau về năng lực quản lý, nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ các nhà quản lý, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của hai đài. Văn bản thỏa thuận hợp tác mới này là cơ sở để hai bên triển khai các hoạt động hợp tác đa dạng, thiết thực hơn trong thời gian tới. Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu Công ty Thủy điện Sơn La, Công ty Thủy điện Hòa Bình và Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả đáy các hồ thủy điện. Theo đó, mở các cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La, hồ thủy điện Tuyên Quang và hồ thủy điện Hòa Bình từ 12 giờ đến 18 giờ hôm nay, mùng 2 tháng 8. Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban dân các tỉnh, thành phố thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông biết thông tin để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp, không để người dân đến những khu vực có nguy cơ sạt lở, công trình đang thi công, tránh những thiệt hại đáng tiếc. Theo thống kê, trong tháng 7 vừa qua,
miền Bắc đã trải qua tháng mưa nhiều và khốc liệt. Tính đến ngày hôm qua, mưa lũ, sạt lở, ngập úng, lũ quét đã khiến ít nhất 36 người thiệt mạng và mất tích. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, tháng 8 sẽ còn xuất hiện nhiều đợt mưa lớn, có thể tiếp tục lũ lụt, sạt lở. Lượng mưa ở Bắc Bộ theo dự báo trong tháng 8 sẽ nhiều hơn trung bình nhiều năm khoảng 5-10%. Vì thế, người dân cần thường xuyên theo dõi thời tiết, chủ động kế hoạch di chuyển, du lịch, leo núi, giao thương tới các địa bàn vùng núi qua những cung đường dễ sạt lở vào thời điểm này. Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trên địa bàn tỉnh Lai Châu liên tục xảy ra mưa lớn kéo dài gây thiệt hại về tài sản, hoa màu và sạt lở một số tuyến đường giao thông. Tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các địa phương chủ động các biện pháp ứng phó, phòng chống thiên tai, mưa lũ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Với đặc thù là tỉnh miền núi, diện tích sản xuất nông nghiệp chủ yếu trên các triền đồi, núi, bà con thường có thói quen làm nương rẫy và ngủ lại trên lán nương. Trong tình hình mưa lũ kéo dài, dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, chính quyền các địa phương đã cử lực lượng bám sát địa bàn, tuyên truyền vận động người dân không ở lại trên lán nương, không ra sông vớt củi, đánh bắt cá, cảnh giác nguy cơ sạt lở khi tham gia giao thông. Mấy hôm nay thời tiết mưa gió, sạt lở, mình chỉ ở nhà dọn dẹp nhà cửa và trông con trong dịp nghỉ hè. Đợi khi nào thời tiết ổn định thì mình mới lên nương đi làm. Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây sạt lở trên một số tuyến quốc lộ. Mưa cũng đã làm gãy đổ một số cột điện, sạt lở đất đá và một số hộ dân. Rất may là chưa có thiệt hại về người. Tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Trong những ngày thời tiết mưa gió thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản kế hoạch, trong đó tập trung chỉ đạo nhân dân là sẽ không đi đến các khu vực có nguy cơ sạt lở, di chuyển các hộ dân ra khỏi các vùng nguy cơ sạt lở, đồng thời là không đến sản xuất nông nghiệp ở các cái vùng đồi nương có nguy cơ sạt lở cao, không ngủ tại lán trại qua đêm. Dự báo tình hình mưa lũ năm nay sẽ có những diễn biến phức tạp, cực đoan. Tỉnh Lai Châu khuyến cáo bà con thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, hạn chế đi lại trong những ngày mưa lớn kéo dài. Người dân sinh sống ở những vùng trũng, thấp, ven sông, suối cần chủ động các phương án phòng tránh rủi ro, không đánh bắt cá, vớt củi trên sông khi có lũ, tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. Ngay giữa trung tâm thủ đô, vẫn có những hộ dân đang phải sống trong ô nhiễm do mùi hôi thối bốc lên từ các đoạn mương Lộ Thiên sát vách nhà, thuộc dự án cống hóa mương thoát nước Thụy Khuê thuộc địa bàn quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Dự án có chiều dài khoảng 1,6 km, được quận Tây Hồ tiếp nhận triển khai từ năm 2016. Đến nay đã hoàn thành được khoảng 90% khối lượng công việc, chỉ còn một số đoạn không liền mạch khoảng 100 mét chưa thể thi công do chưa có mặt bằng. Việc dừng thi công khiến các đoạn mương Lộ Thiên bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của các hộ dân nơi đây. Những cánh cửa sổ không bao giờ hé mở, được che chắn chằng chịt bằng những dải băng dính để ngăn mùi hôi thối từ cống nước bốc lên. Nhà không cửa sổ vì tất cả các cửa sổ đều đã được xây bịt lại để ngăn mùi hôi từ cống thoát nước xộc vào. Đây là những cách cơ học mà cực chẳng đã những hộ dân đang sinh sống dọc hai bên đường cống thoát nước trên phố Thụy Khuê thuộc phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ phải làm đối phó để có thể tiếp tục sinh hoạt trong chính căn nhà của mình trong suốt nhiều năm qua. Muỗi thối nó đổ rác ở đấy thì mới dán cái ly lông này vào để cho nó khỏi thối, khỏi muỗi. Mùi của nó thì kinh khủng lắm. Thế nên là sinh hoạt đây, trước đây nhà tôi các cháu ở đây nhưng mà nó không, trẻ con nó bé không chịu được, thế là phải chuyển đi. Bây giờ chỉ có hai vợ chồng tôi ở đây thôi. Tất cả các cửa sổ cả trên gác chúng tôi cũng bịt hết. Những ngày nắng lên thì đỡ hơn những ngày mưa. Những ngày mưa thì là vừa bẩn vừa mùi hôi thối là gấp rất nhiều lần so với ngày thường như thế này ạ. Trang bị cửa kính rồi các cái việc ngăn mùi nhưng không ngăn được đâu. Nói thẳng ra là không thể ngăn được. Trao đổi với phóng viên truyền hình VOV, đơn vị chịu trách nhiệm thi công dự án cống hóa mương thoát nước Thụy Khuê, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng quận Tây Hồ cho biết, đơn vị tiếp nhận dự án từ năm 2016 với chiều dài hệ thống cống thi công khoảng 1,6 km. Đến nay chỉ còn tồn tại các đoạn mương rời rạc khoảng hơn 100 mét từ ngõ 167 phố Thụy Khuê đến ngõ chùa Châu Lâm và một phần khu vực ngõ 123 phố Thụy Khuê
chưa thể triển khai xây dựng do chưa giải phóng xong mặt bằng, tạo ra những điểm mương lộ thiên gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Hiện nay toàn tuyến thì còn được xác định là còn 3 điểm mương hở liên quan đến 8 trường hợp tái định cư chưa thực hiện cái việc bàn giao mặt bằng, nên các trường hợp này thì hiện nay thì cũng có rất nhiều lý do, và về phía người dân thì cũng mong muốn sớm được nhận cái quỹ nhà tái định cư để họ di chuyển bàn giao mặt bằng. Về cái vướng mắc hiện nay thì thực tế là do quá trình bàn giao cái quỹ nhà tái định cư CT2 cũng còn nhiều cái vướng mắc về thủ tục, dự kiến bàn giao từ 2022 đến nay là 2024 thì cái quỹ nhà cũng đến nay cũng khẳng định là cũng có thể là kết thúc trong quý 3 năm 2024 này. Theo phản ánh của người dân và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ, tòa nhà CT2 Xuân La, khu vực được bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải tỏa phục vụ dự án cống hóa mương thoát nước Thụy Khuê do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm, sau nhiều lần hứa hẹn, đến nay vẫn chưa bàn giao nhà cho các hộ dân. Giang dở như thế này rất ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của chúng tôi. Trong khi là những người dân như chúng tôi là rất là hợp tác với nhà nước. Khi mà nếu mà có đền bù cho những căn nhà như này thì chúng tôi sẽ chuyển đi luôn. Nhưng cũng không thấy có tiếng nói gì để chúng tôi cứ để dở ra như này, làm cho cuộc sống của chúng tôi rất bị ảnh hưởng và môi trường sống thì không thể chấp nhận được. Có cái nhà đằng sau này cũng hỏi qua, nhưng mà người ta bảo là chưa được cấp nhà, chứ nếu mà cấp được thì người ta đi ngay. 8 trường hợp mà tái định cư họ cũng đã rất mong muốn để được tái định cư, bàn giao mặt bằng. Và theo cái dự kiến thì chúng tôi được biết phía chủ đầu tư dự án mương cải tạo môi trường mương Thụy Khuê thông tin thì theo tiến độ thì trong khoảng quý 3 năm 2024 thì tòa nhà cái nhà tái định cư được sẽ bàn giao, và lúc đó thì các hộ này sẽ được lên tái định cư, lúc đó mặt bằng sẽ được đảm bảo. 8 cái trường hợp mà thuộc diện phải tái định cư thì nó lại nằm rải rác ở trên một đoạn tuyến chiều dài khoảng hơn 100m, 150m. Đấy, về trong cái phạm vi này thì thực tế thì nó nhỏ hẹp, cho nên máy móc cũng không vào thi công được những cái đoạn mà xôi đỗ. Không chỉ là vấn đề ô nhiễm, việc kéo dài thời gian thi công cũng khiến người dân nơi đây lo lắng về nguy cơ xuống cấp của các đoạn cống đã được thi công trước đó, gây lãng phí không chỉ về vốn đầu tư mà còn là cả những nỗ lực của chính các đơn vị thực hiện dự án. Chương trình tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Bộ Công an đề xuất hạ thấp mức phạt tiền so với Nghị định 100 của Chính phủ, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 123 của Chính phủ với hành vi vi phạm về nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở để phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm. Với xe ô tô, dự thảo nghị định đề xuất phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Với xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy, đề xuất phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Với xe máy chuyên dùng, đề xuất phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Sản xuất công nghiệp tại nhiều địa phương trên cả nước trên đà phục hồi, phát triển tích cực, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo đạt mức tăng trưởng cao. Tính chung 7 tháng năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp đã đạt mức tăng 10,44% và là năm có mức tăng cao thứ hai trong 5 năm qua. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp liên tiếp đạt mức tăng từ tháng 3 đến tháng 7, lần lượt là 5,33%, 4,89%, 2,23%, 51,8%, 15,25%. Điều đó khẳng định sản xuất công nghiệp đã trong xu thế phục hồi tăng trưởng tốt. Trong tháng 7, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 10,39%, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 14,13%, ngành cung cấp nước,
hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng cao gần 23%. Thưa quý vị, bắt đầu từ tối qua mùng 1 tháng 8, Bệnh viện Bạch Mai chính thức triển khai khám ngoài giờ hành chính. Theo đó, người bệnh có thể đến khám đến 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Hơn 2.000 chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Bạch Mai đã đăng ký tự nguyện mở rộng khung giờ khám bệnh. Bất ngờ, vui, phấn khởi là những cảm xúc của người bệnh khi không phải xếp hàng chờ đợi và được chọn bác sĩ theo đúng yêu cầu. Ngay từ 17 giờ, nhiều người đến bệnh viện lấy số xếp hàng chờ khám, có cả bệnh nhân ở Phú Thọ, Hà Tĩnh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hà Nội. Chị Đặng Thị Tuyết Lan ở xã Phú Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, hôm nay xuống Hà Nội thăm con học đại học, vừa hay tin Bệnh viện Bạch Mai khám bệnh đến 21 giờ. Chị đã đến viện khám và rất vui mừng khi có kết quả ngay, không phải chờ đợi. Em ở xa mà có thời gian khám muộn này thì cũng tiện cho bọn em có thời gian khám, không phải chờ đợi nhiều. Khám xong thì có thể mai về sớm, không phải mất một ngày. Còn anh Nguyễn Công Cường ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, thời gian khám ngoài giờ như thế này rất thuận tiện, phù hợp vì sau giờ tan làm là vào khám được ngay, không phải xếp hàng, không phải xin nghỉ việc để đi khám. Tôi thấy cái việc khám ngoài giờ nó rất là thuận tiện cho những người như chúng tôi đi làm, thực ra 5-6 giờ được về. Thứ hai, cái thời gian buổi sáng là thường rất là rất đông, buổi chiều thì mình thấy khám thứ nhất nó thừa mà thủ tục thì nhanh gọn. Tôi thấy là nó rất là tiện lợi cho người dân như tôi đi khám. Theo thông tin từ bệnh viện, trong ngày đầu triển khai khám bệnh ngoài giờ, đã có gần 80 người đăng ký online qua hotline và website của bệnh viện. Tính đến 18 giờ, có 150 người dân đăng ký khám bệnh. Bệnh viện bố trí đầy đủ phòng khám chuyên khoa tương tự giờ hành chính như nội tiết, tiêu hóa, cơ xương khớp, hô hấp, thần kinh, thận tiết niệu, tim mạch, truyền nhiễm, huyết học, hồi sức tích cực, sản, nhi, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt. Theo các bác sĩ, thời gian từ 17 giờ đến 21 giờ, người dân sẽ có đủ thời gian để thực hiện các chiếu chụp, xét nghiệm máu, siêu âm, khám bệnh. Giá dịch vụ y tế cũng không thay đổi. Ngoài ra, bệnh viện đã gửi công văn lên Bộ Y tế đề xuất có thể khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài giờ. Người bệnh có thẻ hoặc có giấy chuyển tuyến được hưởng bảo hiểm y tế. Hiện tại thì với cái thống kê ở khoa chúng tôi thì số lượng bệnh nhân cũng vẫn tiếp tục tăng. Thế thì trong ngày chỗ riêng cái khoa khám bệnh của chúng tôi thì cũng khoảng hơn 3.500, gần 4.000 bệnh nhân khám tại cái tòa nhà này. Thế thì bệnh nhân với cái tinh thần mà để phục vụ bệnh nhân tốt nhất thì tôi nghĩ rằng với cái thay đổi cái thói quen, trước kia thì chúng ta cố gắng bệnh nhân ai cũng cố gắng để đi ban ngày để chúng ta tranh thủ chúng ta khám trong ngày. Thế thì bây giờ với cái mục tiêu để phục vụ bệnh nhân tốt nhất và đặc biệt hướng đến bệnh nhân ở Hà Nội hoặc khu vực xung quanh Hà Nội thì chúng tôi mở cái khung giờ này ra để đáp ứng cái nhu cầu của những người đi làm việc ban ngày không có thời gian để đi khám bệnh hoặc đưa người thân, người quen đi khám bệnh. Thì với cái khung giờ này thì hoàn toàn có thể chủ động được làm trong việc đó. Việc Bệnh viện Bạch Mai kéo dài thời gian khám bệnh đến 21 giờ không chỉ giúp người bệnh chủ động sắp xếp thời gian, cũng như đặt lịch khám dễ dàng hơn mà còn có thể chọn bác sĩ khám theo yêu cầu. Việc làm này đang nhận được những phản hồi tích cực từ phía người dân, nhất là những người dân ở các tỉnh, thành phố có nhu cầu khám bệnh tại đây. Người bệnh có thể liên hệ tổng đài để đặt lịch trong khung giờ thời gian từ 7:30 đến 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hoặc truy cập vào website và fanpage của Bệnh viện Bạch Mai để tìm hiểu thông tin và tham khảo lịch khám của bác sĩ. Chương trình tiếp tục với những tin tức đang được dư luận quan tâm. Một vụ tai nạn lao động vừa xảy ra trưa nay tại công trình xây dựng nhà máy nghiền xỉ thải phốt pho ở khu công nghiệp Tằng Lỏng, huyện Bảo Thắng, làm 6 người thương vong. Cụ thể, trong quá trình thi công hạng mục xi lô của nhà máy, tai nạn lao động xảy ra làm một người tử vong tại chỗ, một người tử vong trên đường đi cấp cứu và bị thương 4 người. Danh tính hai nạn nhân tử vong gồm PVN, sinh năm 1989, và LVC, còn 4 người bị thương là Trần Văn T, sinh năm 1986, Nguyễn Trọng T, sinh năm 1988, Hoàng Văn T, sinh năm 1989, Tảnh Ổng S, sinh năm 1994. Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra xác minh nguyên nhân vụ việc, đồng thời đưa những người bị thương nặng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.
Chiều qua, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc đã phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái và trạm kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Đông Hưng, Trung Quốc giải cứu thành công một người phụ nữ có dấu hiệu bị lừa qua Trung Quốc với lời hứa việc nhẹ, lương cao. Nạn nhân bị lừa qua Trung Quốc sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Trước đó khoảng 14 giờ 40 phút, phóng viên VOV Đông Bắc nhận được tin báo của người dân về trường hợp một phụ nữ gửi tin nhắn về nhà cho gia đình với nội dung "Mẹ ơi cứu con". Sau khi xác nhận thông tin, vị trí định vị cùng một số tài liệu khác, phóng viên VOV Đông Bắc đã liên hệ với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh để phối hợp tìm kiếm, giải cứu người phụ nữ nói trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 30 phút, cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã tiếp cận và đưa nạn nhân về đồn an toàn. Ngày 2 tháng 8, Ngô Xuân Phương, 28 tuổi, ngụ Hà Nội, cùng 4 người khác bị Công an tỉnh Tây Ninh điều tra về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền. Động thái này được nhà chức trách đưa ra sau quá trình mở rộng điều tra, làm rõ hành vi thủ đoạn của đường dây này. Chỉ trong vòng 6 tháng, từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024, đã có hơn 25.000 tỷ đồng lừa đảo của các nạn nhân bị chuyển thành tiền điện tử, mua bán trên không gian mạng. Trong vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thu giữ 4 ô tô, 2 laptop, hơn 400 triệu đồng, hàng nghìn tài liệu về hoạt động rửa tiền. Trong phần tiếp theo của chương trình, Đảng Dân Chủ tiến hành bỏ phiếu trực tuyến đề cử ứng cử viên ra tranh cử Tổng thống Mỹ. Anh thành lập đơn vị phản ứng nhanh chống bạo loạn. Đảng Dân Chủ ngày 1 tháng 8 đã bắt đầu quá trình bỏ phiếu trực tuyến để chính thức đề cử đại diện ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào cuối năm nay. Cuộc bỏ phiếu điểm danh trực tuyến của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ để đề cử Phó Tổng thống Kamala Harris làm ứng cử viên Tổng thống đã bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 và sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 8. Các đại biểu nhận phiếu bầu qua email và có thể gửi lại phiếu bầu cũng qua email hoặc trực tiếp thông báo quyết định của mình với Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ theo hình thức trực tuyến. Kết quả bỏ phiếu sẽ được công bố vào chiều tối ngày 5 tháng 8. Trước đó, Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ ngày 31 tháng 7 thông báo Phó Tổng thống Kamala Harris là ứng cử viên duy nhất đủ điều kiện cho cuộc bỏ phiếu trực tuyến đề cử ứng viên Tổng thống của đảng này. Cuộc bỏ phiếu trực tuyến dành cho gần 4.000 đại biểu Đảng Dân Chủ và bà Harris cần có ít nhất 1.976 phiếu ủng hộ để đảm bảo được đề cử. Nếu được đề cử, bà Harris sẽ là người phụ nữ da màu đầu tiên đại diện một đảng ra tranh cử Tổng thống ở Mỹ. Nga và Belarus ngày 1 tháng 8 đã tiến hành trao đổi với Mỹ cùng 4 nước đồng minh phương Tây, tổng cộng 24 tù nhân. Trong cuộc trao đổi tù nhân được các bên mô tả là lớn nhất sau chiến tranh lạnh, qua quốc gia trung gian là Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là hoạt động trao đổi tù nhân toàn diện nhất giữa Mỹ, Nga và Đức trong những năm gần đây, và việc thiết lập các kênh đối thoại cho hoạt động này đã được tình báo Thổ Nhĩ Kỳ bảo đảm. Hãng tin TASS của Nga đưa tin, Điện Kremlin đã ra thông báo bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và các quốc gia hỗ trợ tổ chức cuộc trao đổi tù nhân để đưa những người Nga bị giam giữ ở nước ngoài hồi hương. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức ân xá cho hai công dân Mỹ là phóng viên Evan Gershkovich, cựu lính thủy đánh bộ Paul Whelan và gần 10 tù nhân khác từng là các nhà hoạt động chính trị xã hội. Tương tự, nhiều hãng truyền thông của Mỹ đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden ca ngợi thỏa thuận trao đổi tù nhân với Nga là một kỳ tích của ngoại giao và tình bạn, và đồng thời đánh giá cao các đồng minh của Mỹ vì những quyết định táo bạo và dũng cảm của họ. Thủ tướng Anh hôm qua cho biết sẽ thành lập một lực lượng cảnh sát mới cho phép phản ứng nhanh trước tình trạng bạo loạn gia tăng ở nhiều thành phố trên cả nước sau vụ đâm dao tại thị trấn Southport ngày 29 tháng 7, khiến 3 bé gái thiệt mạng và nhiều trẻ khác trong tình trạng nguy kịch. Sau cuộc họp với các bộ trưởng và các cảnh sát trưởng diễn ra chiều ngày 1 tháng 8 theo giờ địa phương, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã tuyên bố sẽ thành lập đơn vị cảnh sát quốc gia chống bạo lực, đồng thời khẳng định chính phủ ủng hộ và đảm bảo cảnh sát có đủ quyền hạn để xử lý các hành vi gây rối bạo lực. Ông Starmer cũng cảnh báo các công ty truyền thông xã hội rằng kích động bạo lực trực tuyến cũng là phạm tội. Tôi cũng muốn nói với các công ty truyền thông xã hội lớn và những người điều hành chúng rằng bạo lực rõ ràng đang được kích động trực tuyến. Đó cũng là một tội ác. Điều này đang xảy ra trên các nền tảng của các bạn
và luật pháp phải được thực thi ở mọi nơi. Trước đó, trong đêm ngày 31 tháng 7, hơn 100 người đã bị bắt giữ ở thủ đô London của nước Anh vì các hành vi gây rối bạo lực và vi phạm quy định về biểu tình. Liên quan đến vụ đâm dao, Tòa án Anh đã công bố danh tính của nghi phạm là một nam thanh niên gốc Rwanda, 17 tuổi, có tên là Aysel Rudakubana. Nghi phạm bị buộc 3 tội danh giết người, 10 tội danh cố ý giết người và 1 tội danh sở hữu vật sắc nhọn. Dự kiến phiên tòa xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 10 tại Tòa án Liverpool Crown. Cơ quan y tế ở giải Gaza mới đây xác nhận khu vực này đã trở thành vùng dịch sau khi phát hiện virus gây bệnh bại liệt trong các mẫu nước thải. Theo cơ quan này, chủng virus bại liệt loại 2 CPV2 đã được phát hiện trong các mẫu nước thải thu thập từ khu vực Khan Yunis ở phía nam và các khu vực khác ở trung tâm Gaza. Tuy nhiên, cơ quan này không cho biết liệu đã phát hiện bất kỳ trường hợp nhiễm virus nào ở người hay không. Song lưu ý, sự hiện diện của virus gây ra mối đe dọa sức khỏe đối với người dân ở Gaza và các quốc gia lân cận. Hệ quả là có thể đẩy lùi những tiến bộ mà cộng đồng quốc tế đạt được trong nỗ lực xóa sổ bệnh bại liệt. Trong một đánh giá mới đây, chương trình phát triển Liên Hợp Quốc quan ngại về cuộc khủng hoảng vệ sinh môi trường ngày càng trầm trọng khi hệ thống quản lý rác thải rắn ở Gaza sụp đổ. Rác thải chất đống tại hơn 140 bãi rác tạm. Thực trạng này đe dọa điều kiện sống và làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm. Do ảnh hưởng của cơn bão Gemi, mưa to đã xảy ra tại thành phố Tư Hưng, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, khiến 30 người thiệt mạng và 35 người mất tích. Công tác cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn đang được khẩn trương thực hiện. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang làm việc tích cực, nỗ lực tìm kiếm người mất tích và cứu trợ thiên tai. Kể từ ngày 26 tháng 7 đến nay, do ảnh hưởng của bão Gemi, thành phố Tư Hưng đã phải hứng chịu những trận mưa lớn, nhiều khu vực xảy ra lũ quét, lở đất, khiến hơn 118.000 người bị ảnh hưởng, hơn 1.500 căn nhà bị hư hại và nhiều đường xá bị sập. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã đến thăm người dân bị thiên tai ở Hồ Nam, tiến hành kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt trong ngày qua. Ủy ban phòng chống giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai của Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai quốc gia lên cấp 2, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác cứu trợ, đảm bảo sinh hoạt cơ bản của người dân bị ảnh hưởng. Chuyển sang một số thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối nay đến ngày mai mùng 3 tháng 8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Các khu vực khác trên cả nước có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Và sau đây là chi tiết về thời tiết các vùng trên cả nước. Thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng vùng núi có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ.